chân lý vẫn luôn sáng soi. Truyền kể nhân gian người xưa tương truyền rằng là ác gia ác báo sẽ tựa như tấm gương phản chiếu tôi đồ. Truyền kể nhân gian người xưa cũng vẫn tương truyền rằng là sống tốt thiện giả thiện lai sánh tựa nhật quang coi trời. Ngày ngày trong cõi nhân sinh bơi tranh quyền đoạt vì chiếc âm như chớ bàn tay bỏ quên lương tâm con người hận thù chim trong lời danh. Sống mãi một đời áo vòng, nhắm mắt hay ác mộng từng đêm, trắng đen vô thường, tìm về đâu chưa một ai. Nghiệp ác dẫn ta lạc vào tội lỗi u mê, càng có nhân tâm hai người đời nuôi cho tương lai. Bởi lưới trời lồng lộng tuy thưa, làm sao thoát nghiệp trần tội lỗi kia. Đạo lý lương tâm con người xưa nay, nghiệp ác hay nghiệp hiền lành đều cùng bơi gió ta. Lương tâm mỗi người đều tựa bên ngọc quý, mà đất nước do lửa khó đất muốn trời. Chân lý ấy qua ngàn đời vẫn truyền lưu. Minh Lan, mẹ muốn nói chuyện với con. Minh Lan, Minh Lan à, Minh. Trời đất ơi, Minh Lan, Minh Lan, Minh Lan à, con định làm chuyện dại dột gì vậy hả con? Tại sao con lại suy nghĩ dại dột như vậy? Có chuyện gì thì nói cho mẹ nghe. Minh Lan nè, có phải cái thằng Tô Châu nó làm gì đó khiến cho con phẫn uất không? Nhưng mà chuyện vợ chồng có gì không phải thì nói cho nhau nghe. Tại sao con lại giận quá mất khôn như vậy? Minh Lan à, anh có lỗi với em. Em đừng làm anh sợ nha Minh Lan. Em mà có bề gì á, anh sẽ hối hận suốt cả đời đó Minh Lan. Con Minh Lan à, Minh Lan à, con nói cái gì đi. Anh xin lỗi mà. Chuyện gì vậy con? Chuyện gì mà sùm vậy? Cha, cha, vợ con giận con cho nên mới tính dùng giải để thắt cổ. Minh Lan à, anh hứa từ nay sẽ không bỏ em một mình nữa Minh Lan à. Anh sẽ không để em phải phiền muộn hay nghĩ quẩn gì nữa. Em đừng làm anh sợ nha Minh Lan. Thôi đi, con đừng có bù lưu bù loa như con nít nữa. Vợ con nó giận thì nó nghĩ quẩn vậy thôi, không có chuyện gì là tốt rồi. Cũng may á, đâu có mẹ vào kịp thời, chứ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Minh Lan, con cũng thấy đó, chồng con nó yêu thương con như vậy, tại sao con lại suy nghĩ dại dột như vậy? Nếu con có bề gì thì chồng con nó sống sao đây? Chưa hết, con chết thì coi như xong phần của con, nhưng còn bao nhiêu người thân của con sẽ bị liên lụy phiền phức nữa. Con không nghĩ đến ta và mẹ của con, nhưng con cũng phải nghĩ đến cha già của con đang ở dưới quê. Không lẽ con muốn tre già phải khóc măng non sao? Nè, con mà có bề gì, cha của con cũng không thể sống yên đâu. Đúng rồi Minh Lan, cha nói đúng rồi đó. Em mà có bề gì á, cha em sao sống nổi đây? Thôi, chắc vợ con cũng hiểu được đạo lý rồi, con cũng đừng nói nhiều nữa. Từ đây về sau, con nhớ chăm sóc vợ con cho tử tế, túc trực quan tâm đến nó nhiều hơn. Còn ba nữa, ở đó làm gì? Đi ra ngoài kia, nhường lại không gian riêng cho tụi nó đi. Nghe lời cha đi con, nhớ chăm sóc vợ nghe con. Dạ. Mẹ ra ngoài nha.
Em có sao không Minh Lan? Minh Lan à, anh xin lỗi nha Minh Lan. Đừng có giận anh nữa mà. Minh Lan. Cô chết đi thì làm được gì chứ? Không ai thương xót hay hối hận khi nhìn thấy xác cô treo lơ lửng đâu. Thậm chí bọn họ còn vui mừng vì đã nhổ được cái gai trong mắt. Cô thật là ngu xuẩn. Tại sao lại quyên sinh trong khi bọn họ sống nhẫn nhơ chứ? Bọn họ mới chính là những kẻ đáng chết. Bọn họ càng muốn cô chết thì cô càng phải sống. Sống để trả lại cho những gì mà họ đã gây ra cho đời cô. Như ý à, nàng phải bình yên mà quay về nhà. Nàng không thể vì ta mà lặn lội nguy hiểm như thế này được. Thank you.
Ta rất ưng ý bài thơ này. Nét chữ như rồng bay, lời văn tao nhã, luận giải lại rất sắc sảo, độc đáo. Lâu lắm rồi ta mới thấy một kẻ văn tài như thế này. Có phải ngài nói đến bài thi của thí sinh Phạm Trọng Nghĩa ở làng Mộc không? Ừ. Tôi thật bất ngờ, ở một làng quê bé nhỏ lại sản sinh ra một nhân tài. Cách cậu ta diễn giải chứng tỏ cậu ta có kiến thức uyên thâm, nên những vấn đề sắc sảo, chữ viết như rồng bay phượng múa, quả là một tài năng hiếm có. Nghe các ngài khen như vậy ta cũng thấy vui lây. Tìm được một nhân tài cho đất nước như là mò kim dưới đáy biển. May mắn gặp được người tài hoa cũng là nhờ ơn đức của hoàng thượng. Ta cũng rất nóng lòng xem, ngài hãy đưa đây. Chết rồi. Các ngài có đọc bài thi này kỹ chưa? Ta thấy không ổn. Bài thi này tuy là nó xúc tích, câu chữ mượt mà bay bổng, nhưng mà lại mắc vào tội phạm quý. Các ngài làm quan mà lại khinh suất như vậy sao? Các ngài có biết cái tin này mà lọt tới tai hoàng thượng thì sẽ bị trách phạt như thế nào không? Tạm thời ta sẽ giữ bài thi này để làm vật chứng. Người đâu? Dạ. Hãy bắt giam thí sinh Phạm Trọng Nghĩa, chờ ta luận tội. Tuân lệnh. Quý làm bài được không? Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ cố gắng hết sức mình thôi. Không biết cái sao? Dễ mà. Hôm qua học hết rồi, mừng tin nè. Tới rồi kìa, tới rồi kìa. Có kết quả rồi kìa. Chắc rồi đó. Cho hỏi, trong các thầy khóa ở đây ai là Phạm Trọng Nghĩa? Là huynh đó, huynh đệ cũng là Phạm Trọng Nghĩa. Là tôi. Là tôi đây. Bắt lại Phạm Trọng Nghĩa. Tôi là Phạm Trọng Nghĩa đây. Ông khoan đã. Tại sao lại bắt tôi? Mấy anh tính đưa tôi đi đâu? Tôi đã làm gì sai? Đừng nói nhiều. Đây là lệnh của quan chánh chủ khảo, ta chỉ làm theo thôi. Đi theo ta. Khoan đã. Có chuyện gì vậy? Tôi tại sao lại bắt tôi? Tôi có làm gì sai hả? Đi, nè, đi, không có nhiều. Nè, đi. Mà đi bắt ta vậy? Thì mình không có chỗ. Kỳ vậy đâu? Bắt vậy nghe thấy tên tưởng đậu. Cô đừng gọi nữa. Nhất Dương nó đã đi rồi. Đi. Mà anh đi đâu? Nó đi làm việc mà nó cần phải làm. Không, không thể được. Làm sao Nhất Dương đi mà không nói với ta một lời nào hết? Cô đừng gọi vô ích. Nhất Dương. Nhất Dương nó đã đi mấy canh giờ rồi. Trước khi nó đi, nó có nhờ ta đưa cô về Lý Gia Trang để chờ đợi nó.
Sau khi xong việc, nó sẽ quay trở lại tìm cô. Không, Nhất Nhất, tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Anh nói đi là đi liền sao? Anh không cần biết người ở lại tôi sẽ đau buồn như thế nào sao? Nhất Dương, Nhất Dương, Nhất Dương, Nhất Dương. Dạ chào công tử. Tiểu thư Như Ý đâu? Dạ tiểu thư ở trong đó công tử. Thả tôi ra đi. Mấy anh ơi thả tôi ra đi. Tại sao lại nhốt tôi? Tôi có làm gì sai chứ? Mấy anh thả tôi đi. Mấy anh ơi thả tôi ra đi. Mấy nhìn bẩm đại quan, tôi đã làm gì sai mà bắt nhốt tôi? Ngươi đã phạm tội tại đình, không biết hay sao mà còn lớn lối như vậy. Nhìn bẩm học trò ngu dốt, không biết ngài là quan chánh Chu Khảo, cuối xin ngài tha thứ. Nhưng ngài cho nhốt tôi lại với lý do gì vậy? Ngươi đã tự xưng là học trò, mà lỗi sơ đẳng nhất khi đi thi là gì ngươi cũng không biết hay sao? Dạ ngài, ngài có thể nói rõ hơn được không ạ? Ngươi đã phạm vào tội lớn nhất, đó là phạm quý, mà lại phạm vào tên tộc của Thái Hậu nữa. Tội ngươi sẽ bị đem ra cổng thành cho các thí sinh khác thấy mà làm gương. Dạ 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 không, không thế nào. Sao lại như vậy được? Dạ thưa quan, chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Cuối xin ngài hãy xem xét lại dùm. Cấm miệng lại. Ngươi nói vậy chẳng khác nào là nói ta kiến thức còn kém cỏi nông cạn hay sao? Không đủ tư cách để chấm thi à? Được rồi, ta sẽ cho ngươi thấy ngoan cố thì ngươi sẽ như thế nào. Quan, quan ơi, tôi bị quan mà, tôi không có phạm quý. Tôi bị quan mà. Cứ tiếp tục tra khảo, đến khi nào nó chịu nhận thì thôi. Dạ. Tôi bị quan. Tiếp tục. Tôi bị quan mà. Nàng có sao không? Những ngày qua nàng đã đi đâu? Quan quân đã tỏa đi khắp nơi để tìm nàng mà không thấy nàng, làm ta bồn chồn lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Em không sao. Lúc mọi thứ lộn xộn, em bị cuốn theo rồi lạc vô rừng. Vừa sợ vừa đói, cũng may là gặp được người đi rừng nên họ đưa về. Họ đâu rồi? Để ta tặng họ ít lộ phí để cảm tạ. Không cần đâu, họ đi rồi. Với lại họ cũng không cần tạ ơn gì đâu. Mà nhìn thần sắc của nàng nhợt nhạt quá. Để ta kêu bọn người hầu nấu đồ bổ để mang lên cho nàng nha. Không cần đâu, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Quỳnh ra ngoài được không? Nàng cứ nghỉ ngơi cho lại sức, khi nào cần thì cho hầu gái gọi ta. Bà có phải là bà Lệ, mẹ của Trọng Nghĩa không? Dạ phải. Mà có chuyện gì không ông? Mời bà lên gia môn gấp. Có tin từ kinh thành gửi về liên quan tới con trai bà. Dạ, dạ được ạ. Ngài nói gì? Trọng Nghĩa con tôi bị giam giữ sao? Nó chỉ là thư sinh trói gà không chặt, là kinh ứng thí, chứ có làm gì phản nghịch đâu. Mắc tội gì mà phải bị đối xử như vậy chứ?
Thư sinh có tội của thư sinh. Trên kinh báo về, ta gạt bà làm gì? Trọng nghĩa con của bà đã phạm quý khi làm bài thi. Tức là trong bài luận có chữ phạm đến tên tộc của Thái Hậu, vi phạm luật định của triều đình. Tôi không tin. Không thể có chuyện này được. Nó ngày đêm trao dồi kinh sử, lại được thầy nhân chỉ bảo tận tình, tại sao lại vi phạm được chứ? Ta chỉ có trách nhiệm báo tin cho bà biết. Còn mọi việc bà hãy lên kinh mà hỏi, may ra thì mới biết thêm tin gì đó. Trời ơi, Trọng Nghĩa ơi, tại sao con gặp hết chuyện này tới chuyện khác vậy con? Thầy Nhân ơi, thầy có cách nào cứu con tôi không thầy? Nếu thật sự Trọng Nghĩa đã phạm quý thì tội này khó gỡ lắm. Vậy mình đành nhìn nó chịu tội vậy hay sao thầy? Nếu có tội thì phải chịu phạt. Nhưng ta thấy trong chuyện này có gì đó không rõ ràng. Trọng Nghĩa là người hiểu rất rõ, nếu phạm quý đến tên tộc Thái Hậu thì sẽ bị đóng gông và cấm thi suốt đời. Ta cũng dặn đi dặn lại nhiều lần chuyện này, nên việc đó phạm vào lỗi này là rất khó xảy ra. Vậy là thầy cũng không tin thằng Trọng Nghĩa có tội phải không thầy? Ta không khẳng định chắc chắn điều đó. Bài thi ấy có phạm vào chữ quý kỵ hay không, chỉ có Trọng Nghĩa và quan chánh chủ khảo là biết rõ nhất. Nhưng nếu trò ấy có tội thì thầy đồ như ta là người có lỗi lớn nhất, vì đã truyền dạy cho học trò không tử tế. Thầy đừng có nói vậy mà. Thầy là người đức cao vọng trọng, thương trò như thương con. Gia đình tôi với Trọng Nghĩa biết ơn thầy không hết, không bao giờ dám có cái ý đó. Nhưng ta vẫn có lòng tin trò Trọng Nghĩa không phạm vào lỗi sơ đẳng đó đâu. Dạ. Thôi, cứ như vậy đi. Ở đây lo lắng than vãn cũng không được gì đâu.
ta sẽ nhờ người quen ở trên kinh coi qua tình hình như thế nào, may ra can thiệp và giảm nhẹ tội cho Trọng Nghĩa. Dạ, đa tạ thầy. Thầy ra giúp nó nha thầy. Trời ơi, sao số thằng Trọng Nghĩa long đong lận đận quá vậy không biết nữa. Chị hai, bây giờ mình phải làm gì đây hả chị hai? Mình ở dưới này, nó ở trên kinh lận, mình có muốn lo cho nó cũng không có được. Tôi không tin con trai tôi mắc phải cái tội đó. Chắc chắn là có người muốn hại nó đây mà. Chẳng lẽ tên khốn kia lại ra tay nữa hả chị? Chẳng lẽ hắn dám lộng hành cả trên kinh thành hay sao? Trời ơi, tôi không biết nữa. Trước giờ Trọng Nghĩa chỉ biết ăn học, không thù không quán ai, thì ai lại muốn hại nó chứ? Giả lại chuyện nó phạm quý, chỉ có quan chánh chủ khảo là rõ nhất. Biết đâu ông ta bị tên hồi tô kia mua chuộc thì sao? Nếu mà vậy thì bây giờ làm sao hả chị hai? Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi phải lên kinh ngay trong đêm nay để tìm ra được chân tướng vấn đề này. Không thể đứng im nhìn Trọng Nghĩa bị hàm oan được. Tương lai của nó sẽ bị chôn vùi một cách vô lý. Mình làm cách nào bây giờ hả chị? Trong khi bây giờ chị em mình không có quen biết ai ở trên đó hết á. Đường đi thì xa, mà tiền bạc lộ phí cũng không có. Chị có nhiều tiền, chị nhét cho tí em nó, nó làm lộ phí đi thi hết rồi. Tôi không cần biết, chỉ là tôi phải đi ngay. Đi đến đâu tính tới đó. Chị hai, chị cho em đi với chị nha chị hai. Không được, cô ở nhà đi. Đường đi khó khăn nguy hiểm, một mình tôi đi được rồi. Không có được, thằng tí em nó cũng là máu mủ của em mà. Em đâu phải là gỗ đá đâu, mày không biết xót cho nó chứ. Với lại đường đi khó khăn, hai người đi, hai chị em mình đi thì dễ hơn, mình dễ giúp đỡ cho nhau hơn, nghe chị. Chị, cho em đi nghe chị. Chị lạ nước lạ cái, đỡ như chị bệnh giữa đường ai biết. Có em đi cùng, dù sao cũng đỡ đần cho nhau, đỡ hơn. Cho em đi nha chị. Thôi được rồi, bây giờ cô vô trong sửa soạn hành lý đi. Khuya nay mình sẽ khởi hành cho kịp. Dạ. Ông ơi, ông hãy phù hộ cho tôi. Minh Lan à, anh có đem cháu qua cho em nè. Em mở cửa ra cho anh vào đi. Tôi không thấy đói. Em cả ngày không ăn rồi, ăn vài muỗng đi cũng được. Nếu như em không muốn gặp mặt anh á, để anh kêu gia nhân mang vô cho em nha. Nói là tôi không ăn mà. Tại sao ông dám vào đây? Đây là Tô Gia Trang, chỗ nào ta không vào được. Nếu như ông không ra, tôi sẽ la lên đó. La
Đừng có dở trò. Mày có mấy cái mạng mà nghĩ đến trò hủy hoại bản thân hả? Nếu mày còn nghĩ đến chuyện quyên sinh một lần nữa, đừng có trách tao tàn nhẫn. Nếu như mày có chết thì cha của mày cũng phải đền. Văn tự bản thân đã ghi rất rõ ràng, mày đâu có muốn như vậy đâu phải không? Tao cảnh cáo mày lần cuối, đã bán thân cho tao rồi phải ngoan ngoãn phục tùng ông chủ, bất kể là cái gì. Và nhớ, nhà này tao là chủ, tao có quyền ra vào bất cứ phòng nào, cả ngày lẫn đêm. Đừng có nghĩ đến chuyện mà né tránh. Dạ, từ lúc á mà tiểu thơ về á là hồn vía của tiểu thơ ở đâu đâu á công tử. Lúc nào á mặt mày tiểu thơ cũng ủ dột, con mắt á thì cứ nhìn xa xăm, mà nhiều khi á con đứng kế bên con gọi luôn mà tiểu thơ cũng tỉnh bơ à, không có nghe luôn á công tử. Không biết là có phải nàng đi lạc thật không, và kẻ mà nàng đã gặp trong rừng là ai? Ta cố gắng hỏi mà nàng không trả lời. Con hỏi tiểu thơ, tiểu thơ cũng không có kể. Sai biểu con á thì cứ gọi cục lũng à, có vài tiếng à công tử. À, có cái này ngộ lắm nha công tử. Tiểu thơ dạo này mà rảnh á, cứ tập thổi kèn lá á công tử. Có khi á, mà sao con nghe cái nó buồn thảm thê lương lắm công tử. Thổi kèn lá à? Dạ. Sao lạ vậy? Chắc là khi lạc trong rừng, tiểu thơ buồn quá nên là lấy lá thổi cho vui thôi. Nè. Dạ. Ngươi cứ tiếp tục giám sát tiểu thư, nhất cử nhất động của nàng ấy phải báo liền cho ta biết, nhớ chưa? Dạ. Đây, ta thưởng cho ngươi. Dạ. Sao công tử cho con nhiều quá? Dạ công tử. Cho thì cứ lấy đi, nói nhiều quá. Dạ con cảm ơn công tử. Nhớ làm theo lời ta dặn đó. Dạ con biết rồi. Thôi để con đi vô trong nha, chứ ra đây lâu quá mất công tiểu thơ xin nghi. Đi đi. Dạ.
Chị hai, có cái miếu quan nè, mình vô nghỉ chân chút đi chị. Còn sớm mà, ráng đi chút nữa đi, thời gian gấp rút lắm rồi. Mình dừng lại sợ là không kịp đó. Nhưng chị em mình đã đi suốt từ đêm qua tới giờ, có chợp mắt được chút nào đâu. Đành là gấp, nhưng chị cũng phải nghỉ ngơi một chút, chứ để lỡ ngã bệnh là mệt lắm đó. Tôi không sao đâu, nếu cô mệt cô vô nghỉ đi, tôi đi trước một mình. Chị hai, đó, chị thấy chưa, em nói rồi mà. Chị vào trong nghỉ ngơi một chút, ăn một miếng cơm nắm cho lại sức. Chắc chị thiếu ngủ, lại thêm phần lo lắng quá độ nữa. Mình chậm chút nhưng mà có sức khỏe thì mình mới đi cứu tí em được chứ chị. Nhưng mà thôi, vô đây nghỉ đi chị. Nghe lời em đi. Quân tôi thần từ hiếu trung, ơn sâu tròn đạo phụ tứ, trăm năm lòng son nghĩa một đời. Phù sướng phù tùy, xưa nay sang hèn trong muôn kiếm, nhưng mây phù vân thoáng qua, nhưng sinh lệ nghĩa chi tín, cho nên vội quên lẽ ngũ thường. Chuyện này tính giữa trái lưng lên thời môn gia chúng hiếu làm đầu, cái lưng lên thời chữ tiến thành là câu trao mình, đệ huynh cha nặng lời danh tứ tôn chớ vong tình hăng nghĩa vô thế. Bởi do đứng